Ngay sau các hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu, hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã tới thăm trường tiểu học Bắc Sơn và thôn Bát Điều Bán thuộc Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đến thăm trường tiểu học Bắc Sơn, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hai bộ trưởng quốc phòng hai nước bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp nồng hậu của các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường. Trường tiểu học Bắc Sơn là ngôi trường nội trú chính quy hoàn toàn, có 26 lớp học với 1.048 học sinh. Phát biểu thăm hỏi động viên thầy trò trường tiểu học Bắc Sơn, đồng chí Giảng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Việt Nam nhấn mạnh, qua các lần tổ chức, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới đã thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa chính quyền và người dân ở khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh yên tâm học tập, hình thành nhân cách, phát triển toàn diện, cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Tin tưởng trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, luôn đổi mới, sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đồng Quân đã trao những món quà ý nghĩa tặng trường tiểu học Bắc Sơn, mong nhà trường tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm truyền cảm hứng cho các em học sinh khát vọng cống hiến cho đất nước Trung Hoa tươi đẹp và khơi dậy tình đoàn kết gắn bó hữu nghị truyền thống giữa hai nước, thực sự trở thành những sứ giả trẻ tuổi tiếp nối cho tình đoàn kết hữu nghị láng giềng Việt Nam-Trung Quốc. Đến thăm thôn Bát Điều Bán, hai bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc đã được chào đón với nghi lễ đặc biệt của địa phương. Những ly rượu thắm tình hữu nghị, những lời ca điệu nhảy truyền thống của người dân địa phương đã thể hiện sự vui mừng chào đón các vị lãnh đạo và khách quý. Thôn Bát Điều Bán được gọi là thôn hạnh phúc biên giới hiện đại hóa, nằm ở phía đông bắc huyện Hà Khẩu, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, ở phía đối diện với thôn Nam Sở, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Thôn Bát Điều Bán có 5 dân tộc sinh sống với 31 hộ dân, dân số 109 người. Những năm qua, thôn đã trở thành hình mẫu về việc xây dựng bản làng hạnh phúc, ổn định và bình yên. Trao những phần quà ý nghĩa tặng thôn Bát Điều Bán, hai bộ trưởng mong muốn thôn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, có thêm nhiều các hoạt động giao lưu với Việt Nam để tăng cường hiểu biết, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên. Mỗi kỳ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức đều chứng kiến những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Những điều này đã được thể hiện rõ nét khi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đến thăm Đại đội 27, Lữ đoàn Biên phòng 314 tại Trung Quốc trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu diễn ra hôm nay. Thời gian qua, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra song phương, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác của đại diện biên giới, trạm hội ngộ, hội đàm hai bên trong giải quyết các vấn đề trên biên giới theo thỏa thuận hợp tác biên phòng và các văn bản pháp lý có liên quan. Tổ chức gặp gỡ, hội đàm, giao lưu kết nghĩa, đồn, trạm biên phòng và tham mưu cho địa phương kết nghĩa, cụm dân cư hai bên biên giới đã góp phần xây dựng, vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị giữa chính quyền và lực lượng vũ trang hai nước. Bày tỏ ấn tượng về thành tựu, truyền thống, quá trình xây dựng trưởng thành của Đại đội 27, Lữ đoàn Biên phòng 314, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn lãnh đạo chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong thời gian qua đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam chỉ đạo các đơn vị Bộ đội Biên phòng hai bên thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới của mỗi quốc gia. Tôi tin tưởng rằng chiến khu miền Nam, chính quyền khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, Đại đội 27, Lữ đoàn Biên phòng 314 sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương 7 tỉnh biên giới phía Bắc và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai của Việt Nam, góp phần xây dựng đường biên giới và khu vực biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tham quan cơ sở vật chất và thao trường huấn luyện của đơn vị, hai bộ trưởng quốc phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc tin tưởng hoạt động hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng quản lý bảo vệ biên giới, các quân khu và các địa phương giáp biên của hai bên sẽ tiếp tục được triển khai tích cực, đạt nhiều thành quả thiết thực. Hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới được bảo đảm.
Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đồng Quân đã trồng cây hữu nghị trong khuôn viên Đại đội 27, Lữ đoàn Biên phòng 314, đánh dấu mốc quan trọng của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 và thể hiện ý nghĩa về việc thúc đẩy hợp tác bảo vệ biên giới giữa hai bên. Nhìn lại chặng đường 10 năm thiết lập chương trình giao lưu, một triển lãm ảnh đã được trưng bày trang trọng tại Trung Quốc. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bày tỏ ấn tượng khi đến thăm triển lãm. Triển lãm ảnh có chủ đề Hài hòa, giàu mạnh, an toàn, tươi đẹp, kỷ niệm 10 năm thiết lập chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã đưa người xem quay trở về các mốc thời gian quan trọng, địa điểm nơi diễn ra các kỳ giao lưu cùng những khoảnh khắc ấn tượng xúc động qua mỗi kỳ giao lưu. Qua 10 năm với 8 lần tổ chức thành công, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó cùng nhau, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Kết thúc tham quan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đã chủ trì tiệc chiêu đãi, xúc động trước những bước phát triển của giao lưu trong không khí thân tình. Thượng tướng Đồng Quân đã nhấn mạnh về tình đoàn kết hữu nghị, mối quan hệ thân tình mãi mãi xanh tươi giữa quân đội hai nước. Một năm khởi đầu bằng mùa xuân. Trong những ngày xuân đẹp như hôm nay, tại thành phố biên giới này, chúng ta đã tề tựu về đây, cùng nhau tổ chức nhiều nghi thức, thăm đồn biên phòng, thăm thôn bản, thăm trường học. Trên chặng đường đó, cùng nhau đoàn kết, cùng phát triển, cùng xây dựng tình hữu nghị và tràn đầy hy vọng về một tương lai mới cho sự hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tại đây, tôi chân thành kính chúc, dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam ngày càng bền chặt, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, chung tay đem lại hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, củng cố và phát triển quan hệ giữa hai quân đội, chung sức bảo vệ hòa bình mỗi quốc gia và khu vực. Chúc cho mối tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam mãi mãi xanh tươi. Chúc cho mối quan hệ thân tình hữu nghị giữa quân đội hai nước. Trải qua 10 năm với 8 lần phối hợp tổ chức, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã góp phần làm phong phú, phát triển và hoàn thiện các hình thức, cơ chế hợp tác mà Bộ Quốc phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã và đang triển khai. Đặc biệt thì đây còn là hoạt động mang nét đặc trưng riêng có của quân đội Việt Nam-Trung Quốc. Sau 10 năm thì giao lưu đã bước sang một trang mới với nhiều kỳ vọng về những hiệu quả hợp tác thiết thực và những ý nghĩa, giá trị mà giao lưu tạo ra trong tương lai. Kiều Trinh, phóng viên truyền hình Quốc phòng Việt Nam từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.